Chính phủ vừa ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới với mức tối thiểu tăng tương đương tăng 13,7% so với khung giá cũ, giá tối đa tăng tương đương tăng 28,2%. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là khung giá bán lẻ điện bình quân tăng, liệu hóa đơn tiền điện tháng này có tăng hay không? Theo các chuyên gia, việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Bởi lẽ, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Khung giá bán lẻ điện bình quân cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 sẽ là căn cứ để Bộ Công Thương tính toán phương án giá điện bình quân trong năm nay và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Hiện tại, giá bán lẻ điện bình quân vẫn là 1.864,44 đồng một kWh, được áp dụng từ năm 2019 đến nay. Liên quan đến việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản gửi EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thiện. Từ các kết luận thanh tra về kinh doanh xăng dầu với thương nhân đầu mối, Bộ Công Thương đề nghị tăng cường quản lý kinh doanh, rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, rà soát thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trước đó, sau khi thanh tra với 33 thương nhân đầu mối tại 3 miền, Đoàn Kiểm tra Bộ Công Thương đã chỉ ra những bất cập trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Đơn cử như việc các doanh nghiệp đã báo cáo chưa đúng về tình hình thực tế kho chứa xăng dầu, có thời điểm chưa đáp ứng quy định. Một số thương nhân đầu mối thay đổi số lượng nhưng không báo cáo, đăng ký điều chỉnh theo quy định. Có tình trạng cửa hàng bán lẻ vẫn bán hàng dù giấy chứng nhận hết hiệu lực chưa cấp mới. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, các đội quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu và xử lý kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay, về cơ bản tình hình ổn định, không còn hiện tượng găm hàng hay bán nhỏ giọt ở các cây xăng. Tuy nhiên cũng có không ít các cửa hàng phải đóng cửa, ngưng hoạt động, chờ giải thể vì nhiều lý do. Trong đó chủ yếu là kinh doanh thua lỗ. Cửa hàng xăng dầu nằm trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng này đã ngừng hoạt động từ trước Tết Nguyên đán và từng bị xử phạt về hành vi vi phạm ngừng bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Còn đây là cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn Dầu khí Việt Nam ở đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp. Toàn bộ trụ bơm đã được tháo dỡ và theo đại diện của công ty, họ đã giải thể trạm xăng này vì không chịu được chi phí mặt bằng lên tới 175 triệu đồng mỗi tháng, chi phí nhân công cao và đặc biệt là giá chiết khấu bằng không. Thì xăng dầu không có chiết khấu thấp âm luôn này, không có duy trì được cửa hàng. Mặt bằng cao thì phải giải thể thôi chứ đâu có duy trì được nữa, bù lỗ cả năm nay rồi. Nên cho nhiều cái doanh nghiệp không có độc quyền một cái đầu mối phân phối, tại vì như thế không có sự cạnh tranh. Mà cái đó bị áp đặt cái giá cả quá nên thành thực ra là mấy cái đầu mối xăng dầu nó đâu có lợi nhuận để phân phối xuống. Nhiều cửa hàng, công ty kinh doanh xăng dầu nhỏ gặp khó khăn buộc phải tạm ngưng hoạt động hoặc giải thể. Thế nhưng ở những cửa hàng xăng dầu của các công ty, tập đoàn lớn, hoạt động mua bán xăng vẫn diễn ra bình thường bởi hệ thống các cửa hàng này luôn đảm bảo được nguồn hàng, tổ chức phân phối ổn định. Chúng tôi vẫn duy trì cái hoạt động nó ổn định và thậm chí đáp ứng được những cái nhu cầu đột biến như cái đợt mà có những khó khăn như năm cuối năm vừa rồi, tháng 10, tháng 11 năm vừa rồi. Thì cái tình hình là chúng tôi vẫn tổ chức nguồn từ kho đầu mối tổng kho xuồng Nhà Bè hệ cùng với hệ thống vận tải để chúng tôi đáp ứng cái nhu cầu phân phối xăng dầu này trong cái hệ thống thuộc sở hữu Petrolimex và hệ thống nhận quyền. Thì hiện tại thì trên 535 cửa hàng của toàn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chiếm khoảng chừng 30% hệ số lượng cửa hàng thôi, nhưng mà sản lượng chúng tôi thì chiếm khoảng 25%. Nhưng cái thời điểm là có những thời điểm nó tăng lên đột biến thì chúng tôi vẫn đáp ứng được. Nhận định thị trường xăng dầu sẽ còn gặp nhiều khó khăn, biến động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng, nên Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục báo cáo cho Bộ Công Thương để hướng tới việc điều chỉnh nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp, đặc biệt là về vấn đề chiết khấu. Những cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp phải có một cái tỷ lệ chiết khấu nhất định để đảm bảo nguồn thu
phục vụ cho cái chi phí trong hoạt động của mình. Phải tổ chức lại cái hệ thống giữa nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ, làm sao giảm cái chi phí trung gian để người tiêu dùng có thể tiếp cận cái xăng dầu một cách giá hợp lý. Dù được đánh giá ổn định từ trước Tết đến nay, tuy nhiên sau sự ổn định đó là vô vàn khó khăn của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nhỏ. Nhiều đơn vị không thể gồng mình chịu lỗ nên đành phải xin dừng hoạt động, giải thể. Cứu họ hay là để họ mạnh ai nấy làm? Câu hỏi không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đã có phiếu chuyển đơn tố giác gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm liên quan đến việc nhân viên giới thiệu tư vấn mua bảo hiểm Manulife xảy ra tại ngân hàng SCB. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết đã nhận được các đơn thư gửi đến tố giác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo, giả mạo để ký hợp đồng bảo hiểm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, khởi tố hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử cá nhân tập thể lừa đảo, buộc Ngân hàng Sài Gòn SCB và Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam giải quyết trả lại tiền cho người mua sản phẩm bảo hiểm. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã gửi đơn tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo tới kết quả cho Bộ Tài chính. Trước đó, một số các khách hàng đã phản ánh về việc gửi tiết kiệm bị nhân viên bảo hiểm tư vấn không rõ ràng thông tin. Một số khách hàng phản ánh khi đi gửi tiết kiệm tại SCB bị tư vấn viên chuyển sang mua gói bảo hiểm Tâm An đầu tư của Manulife. Sau khi đòi lại tiền gửi tiết kiệm, họ chưa nhận được trả lời thỏa đáng. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc tăng thu mua quả cau non của Việt Nam, khiến loại quả này có giá lên đến 26.000 đồng 1 kg, thậm chí là cao hơn nếu khan hiếm. Tuy nhiên, đại diện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có cảnh báo về hiện tượng này. Theo đại diện Cục Trồng trọt, hiện tượng thương lái Trung Quốc thu mua cau non với giá cao đã diễn ra từ nhiều năm trước ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và cả Tây Nguyên. Những ngày đầu năm nay, họ lại bắt đầu thu mua trở lại. Việc thương lái Trung Quốc tăng thu mua cau non có thể do nhu cầu tiêu thụ quả này tăng đột biến, nhưng rất có thể hiện tượng này chỉ mang tính đột biến và nhất thời chứ không theo quy luật thị trường như các nông sản xuất khẩu khác. Do đó, đơn vị này khuyến cáo người dân không nên ham giá cao mà chống ồ ạt cau theo phong trào, dẫn đến dư thừa, không tiêu thụ được. Bên cạnh đó, Cục không quy hoạch trồng cau bởi đây không phải là cây lương thực chủ lực của Việt Nam. Do vậy, chính quyền địa phương cần vào cuộc tuyên truyền vận động người dân để họ hiểu rõ những tác động của việc trồng phát triển ồ ạt không theo quy hoạch. Hiện toàn Hà Nội hiện có 70 công viên vườn hoa đang đưa vào sử dụng. Nhiều công viên được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác và đặc biệt là bị sử dụng sai mục đích, cho thuê để làm nơi kinh doanh không đúng chức năng. Công viên Tuổi Trẻ nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Theo lý thuyết, công viên là địa điểm vui chơi công cộng. Nhưng trên thực tế, người dân chỉ được một góc như thế này. Các công trình vòng quay mặt trời, máng trượt nước, xích đu thì hoen gì, hoang phế. Nhưng những nhà hàng, quán ăn hay thậm chí là cả quán karaoke thì lại được đầu tư rất hoành tráng. Mong chính quyền thành phố Hà Nội có những cái biện pháp để tránh tình trạng sử dụng cái mục đích riêng. Theo xác định của cơ quan thanh tra, kiểm tra công viên Tuổi Trẻ có 14 hạng mục, nội dung có sai phạm. Trong các năm 2021 đến năm 2022, quận Hai Bà Trưng đã xử lý triệt để được 4 trên 14 công trình hạng mục, sân bóng, bãi đỗ xe, sân tennis ngoài trời, 7 trên 11 hộ tái lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng. Năm 2022 đến đầu năm 2023 đã thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm và ban hành 8 trên 10 quyết định buộc khắc phục hậu quả. Còn lại 2 công trình đang thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Trao đổi với phóng viên VTC, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn cho biết những vi phạm này xuất phát từ việc buông lỏng quản lý của đơn vị được giao vận hành trong gần 20 năm qua. Ủy ban phường cũng đã báo cáo Ủy ban quận và Ủy ban quận đã báo cáo Ủy ban thành phố xem xét cái năng lực của chủ đầu tư trong công tác quản lý, rồi là buông lỏng quản lý để xảy ra các cái công trình vi phạm về trật tự xây dựng từ những năm 2005, 2006 rồi đến năm 2010. Do vậy chúng tôi cũng kiến nghị là sớm các cơ quan chức năng có cái kết luận, hiện nay các cơ quan đang kiểm tra sớm có kết luận để làm rõ cái trách nhiệm công ty Tuổi Trẻ trong vấn đề quản lý công viên. Không dừng lại ở đó, việc cải tạo công viên Tuổi Trẻ bị đình trệ nhiều năm do sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dẫn tới quy hoạch treo, khiến cho hơn 800 hộ dân phải sống mòn mỏi. Căn nhà sập sệ này đã gắn bó với bà Tươi hơn 50 năm nay.
Dù đã nhiều lần kiến nghị để sửa chữa, nhưng vì là đất quy hoạch thuộc dự án công viên tuổi trẻ nên không được cấp phép, bà buộc phải thuê nhà ở để đảm bảo an toàn cho bản thân. Lương tôi thì có 2 triệu rưỡi thôi. Tôi thì phải thuê nhà 3 triệu, mà hoàn cảnh khó khăn mà không thuê nhà ít tiền quá thì cũng không có nhà, mà không có cái chỗ nào mà thuê được. Để công viên tuổi trẻ trở thành một điểm vui chơi theo đúng nghĩa, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đề xuất với thành phố các giải pháp tổng thể. Trong đó, cần thiết phải ra một đơn vị có năng lực toàn diện, tránh tình trạng buông lỏng trong một thời gian dài dẫn tới nhiều hệ lụy. Cần thiết là phải thực hiện lại cái quy hoạch, tiếp tục thực hiện cái quy hoạch, bổ sung điều chỉnh những cái bất cập và tiếp tục thực hiện quy hoạch để nhằm đây là một cái căn cứ và cơ sở để mà xây dựng lại cái công viên này. Vì hiện nay nếu mà vẫn thực hiện theo các cái quy hoạch cũ mà cũng cái việc mà xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà vẫn còn chậm trễ thì nó cũng sẽ chưa có thể có được cái thời gian gọi là đảm bảo theo yêu cầu để mà cải tạo và xây dựng lại công viên. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, không ít công viên, vườn hoa đang phải nhường nhiều vị trí vàng cho nhà hàng, quán cà phê, điểm trông giữ xe trái phép. Vườn hoa Ngọc Lâm, nơi ghi dấu đậm nét của nhiều thế hệ người Gia Lâm cũ và quận Long Biên ngày nay, giờ trông nhếch nhác như thế này. Còn đây là công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Lối vào công viên đã trở thành điểm trông giữ xe ô tô ngày đêm. Quầy bán vé, khu vui chơi thì biến thành quầy bán vé số và nhiều góc của công viên trở thành điểm bán hàng, kinh doanh đồ ăn uống. Chính quyền địa phương đã nhiều lần giải tỏa, song đâu lại vào đấy. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.